Còn tiếp theo, biên tập viên Thời tiết Hương Liên sẽ chuyển tới quý vị những khán giả về thông tin liên quan đến đợt mưa tại miền Trung. Xin chào chị Hương Liên ạ. Miền Trung đã bước sang ngày thứ hai mưa lớn diễn biến rồi. Vậy thì không biết là khu vực nào đang mưa to và diễn biến phức tạp nhất ạ? Vâng Hoàng Dương, từ sáng đến giờ thì mây đối lưu phát triển mạnh ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Lượng mưa đều trên 300mm, trong đó thì Nam Đông Thừa Thiên Huế là mưa to nhất. Lượng mưa lên đến trên 600mm. Do mưa lớn ở huyện Nam Đông, nhiều nơi bị ngập sâu, chia cắt, học sinh toàn huyện phải nghỉ học. Dự báo là đợt mưa này sẽ còn kéo dài, vì đêm mai lại có thêm không khí lạnh tăng cường, duy trì gió đông bắc mạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông gây mưa lớn. Trọng tâm mưa sẽ là từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, với tổng lượng mưa trong khoảng 2 ngày có nơi trên 600mm. Bình Định thì lượng mưa từ 150 đến 250mm. Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa thì tổng lượng mưa là khoảng 50 đến 200mm. Do mưa lớn trong đêm nay, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia, sông Trà Khúc, sông Vệ ở mức xấp xỉ báo động 3. Với các sông ở khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bắc Phú Yên thì khả năng sẽ có lũ ở mức báo động 1 đến trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị. Đối với Nam Bộ thì cần lưu ý chiều cường. Dự báo ngày mai sẽ đạt đỉnh của đợt. Đỉnh chiều tại Phú An và Nhà Bè ở thành phố Hồ Chí Minh đều sẽ vượt báo động 2. Kết hợp với mưa thì sẽ gây ngập các tuyến đường trũng thấp ven sông. Quý vị nên chủ động sắp xếp thời gian đi lại và tránh đi vào các tuyến đường thường xuyên bị ngập khi mà có chiều cường. Còn bây giờ, xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội đêm nay tạnh giáo, trời rét 18 độ. Sang ngày mai, thời tiết có nắng ấm, nhiệt độ tăng lên 25 độ. Thành phố Huế nằm trong vùng mưa lớn của Trung Bộ. Dự báo từ đêm nay đến ngày mai, trời mưa to, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông xảy ra về chiều tối mai, cộng với chiều lên cao sẽ gây ngập những tuyến phố trũng thấp. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 34 độ.